Chúc mừng năm mới mọi người. Hôm nay trong không khí hân hoan đất trời, vào lúc 6 giờ sáng tháng 2 năm 2022, cũng là đầu năm mới tháng 1, âm lịch năm 2022. Trên tay của tôi Uôn đây là một danh sách quý anh chị Bồ Tát đã ủng hộ phóng sanh để tận hưởng cái không khí mà phóng sanh, cái niềm vui giải cứu chúng sanh trong biển khổ chân thật ngoài biển nha. Thì tôi Uôn sẽ thay mặt quý vị Bồ Tát hồi hướng công đức này cho quý vị và mua cá biển để phóng sanh cho quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà ngư dân để xem nơi đó có những gì. Đến đường nào. Mọi người thấy hôm nay em có đẹp hay không? Lên trang phục để đi làm nghề phóng sanh chuyên nghiệp. Mặc đồ vậy đó. Phóng sanh là phải mặc bộ xanh. Biểu tượng đây. Phát triển thiên nhiên. Một cái cây tỏa ra giải cứu thiên nhiên và động vật. Rồi bây giờ chúng ta lên đường. Mấy chú chó cá đi theo hỗ trợ phóng sanh đây. Đấy. Mấy anh em làm việc. Đấy. Tiên cá đi ngang qua là quỳ lại luôn hả con? Lịch sự quá vậy. Mấy đứa này đòi theo đi chơi nữa nè. Chúc mừng năm mới cả nhà. Vô nhà dọn cá đây. Đây là nhà ngư dân đầu tiên chúng ta sẽ đến để mua cá phóng sinh. Đây là những con hào nuôi dưới sông. Chúng ta sẽ đột nhập chào chú. Chúc mừng năm mới. Đột nhập kho cá giải cứu tất cả, không chờ gì hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ mọi người sẽ theo chân em đi giải cứu động vật, tất cả những con đang sống ở đây nhé. Wow. Cua còng cúm gì đầy đủ hết mọi người ơi. Chú ơi, bây giờ có ai phụ đem xuống sông giùm con không chú? Một con tôm tích. Đầu năm mới thì chỉ có nhà chú này là có đồ nhiều vậy thôi. Ngộ ha. Trong tất cả những con mực đen thì có con mực trắng nha. Hai con, mấy con trắng trắng là nó sắp chết. Bây giờ có mình em vậy ta? Chẳng lẽ một mình em hút hết. Rồi bây giờ em đầu tiên làm từng đợt nha. Phóng sanh cho chị Diệu Ngân nhân dịp đầu năm mới. Bây giờ chưa ai hỗ trợ đây. Sao ngủ quá trời vậy ta? Thôi em cứ vô lấy đồ phóng sanh thôi.
mấy con cá trong xô xanh này là cá biển hả chú? Trời ơi, không trả lời trả vốn luôn. Coi kìa, coi sự đẹp đẽ của em ấy à. Rồi, không biết cá biển hay cái gì luôn. Tại đầu năm mới không ai làm việc á. Ô cô, cảm ơn cô. Cá này cá biển hay cá gì vậy cô? À, cá trưởng hoành luôn, sâu hoành luôn á. Cá này loại hiếm rồi. Cá này dưới biển hả cô? Không, mình nè, loại hiếm á, lâu lâu mới có. Lâu lâu mới có dưới đây hả? Sao bắt được hay vậy cô? À, bữa nay nó chui vô lưới để được đi phóng sanh đó mọi người. Bữa nay con mua hết chỗ này luôn nha. Rồi còn trong trong nữa. Anh ơi, anh, ủa mấy cá cho cháu mà. Dạ. Yeah. Con phóng sanh hết cái nhà cô luôn đi. Bữa nay bạch tuộn nhiêu ký vậy con? Bạch tuộn này 300 mấy một ký. 300 mấy hả? Để con 300 được. Ba, 300 thì lấy hết đi. Cá nữa. Cua còng cúm nữa. Dạ. Yeah. Hôm nay nhiều Bồ Tát ủng hộ lắm. Nên làm về về con chia nhỏ ra. Chia nhỏ ra, ví dụ này 300 mấy một ký đúng không? Ba người thì con lấy ba người 300. Nói chung là con chia ra, mỗi người bỏ ra 100 ngàn hôm nay là được. Vì giờ phụ con. Ủa mấy cái cá này là dạ. Mình sẽ giải cứu hết cá ở đây thưa quý vị. Em bỏ vô cái thùng đi, anh cạn xuống bến cho cá đồ. Bây giờ nước cạn queo rồi ta. Ủa? Nước đang cạn hả chú? Nước cạn queo vậy giờ mấy con cá này. Vậy con cho con phóng sanh mấy con cá này trước nha. Ừ. Dạ rồi. Mấy con cá này. Đó cái thùng anh đổ đổ cá rồi. Nè. Bỏ vô đây nè. Cái thùng này nó cá. Ủa cái thùng kia đâu ta? Cái thùng kia này. Ủa nãy con có sắp thùng rồi xuống không? Dạ con còn cái thùng trắng bên nhà nữa. Ở này chị lấy cái con dừa vô đây đi với chờ. Dạ. Cái cá này cho bé thả. Dạ, dạ. Chết cho mấy con à. Anh ơi. Rồi con xuống sông con lội xuống luôn chứ. Vậy cái này có cá này thôi đúng không? Vậy múc vô đây con rồi. Hết đống cá này nhiêu tiền con? Hết đống cá này hả con? Dạ. Còn 200 thôi. Dạ rồi. Với mấy con cá bóng dừa con? Là 250 ha. Dạ. Như là ấu phụ lâu quá rồi. Dạ. Ừ, vậy đi. Dạ vậy chú chở con cho nhanh ha. Ừ. Xuống con thả lẹ chứ nó chết. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đủ duyên tôi đi phóng sanh đầu năm mới để hồi hướng cho chị Diệu Ngân, gia đình chị Đặng Nhã Vân, gồm bác Đặng Quang, cô Lưu Quê, em Khổng Thục Hiền và chị Đặng Nhã Vân. Dạ. Dạ 250. Đây. Sau đó ông còn ấy có lấy cua không? Dạ. Cua con lồn phèo đặng ngoài kia.
Dạ có, giờ còn ta. Dạ sau đó em xin phóng sanh luôn cho nhóm Kim Sao Nhua của sư cô Tỉnh Ngọc. Dạ. Kim Sao Nhua là một nhóm tập luyện giữ cho thân tâm cân bằng. Dạ. Thân tâm ý cân bằng. Dạ. Đây là giải cứu cá biển trong tự nhiên thưa quý vị. Tôm, cua, tất cả các loại sinh vật biển. Ở đây là người ta không có nuôi, giống như ở Sài Gòn mình không có nuôi. Tất cả là ngoài biển và mình cứu nó, mình trả nó về tự nhiên. Mình trả nó về tự nhiên thì nó có cơ hội sinh trưởng, nó lớn lên lại để làm cái vai trò của nó. Mấy con này dễ sống quá hả? Vậy thôi con đem mấy con dễ chết đi trước nha. Dạ dạ dạ. 250 cá đi lẹ xuống sông nè. Dạ được, con loại bỏ nó xong rồi. Dạ được rồi. Mấy con này vì nó rớt